Bình xăng con tiếp tục về hàng tiếp nha anh em, toàn bộ là bình xin theo xe hết. Ở đây hôm nay mới về thêm được mỗi loại vài chục cái nữa. Bình xăng con đây là bình xăng con Lưu Lùng Thái 125, còn đây là bình xăng con quen pha 100. Mình xin báo giá luôn, giá cho cái bình xăng con Lưu Lùng Thái 125 mình bán tại cửa hàng mình là 300.000 bình nha, 300.000 một bình, bao tất cả là bình nguyên zin, hàng tháo xe, chưa phục hồi quả ga kim đốc zin. Anh em mua về vệ sinh, xúc rửa, thay rong chén xài. Nếu có chảy xăng dư sẽ phun tu lại xài nha anh em. Còn bình nào đã được tuyển chọn kỹ càng, đúng là bình zin của Rim Lùng Thái 125. Giá cho cái bình Rim Lùng Thái 125 là 300.000 bình. Còn đây là bình xăng con quen pha. Giá cho cái bình xăng con quen pha 100 này là mình bán là 250 bình nha anh em. Cái này cũng vậy, anh em mua về tự vệ sinh, xúc rửa, thay rong chén, xé bông tu lại xài nha. Bình là quả ga thật đẹp nha, 250 bình cho bình xăng con quen pha 100, 300.000 cho bình xăng con Rim Lùng Thái 125. Anh em có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại là 0933 996 332.